Xin chào cả nhà. Vâng ạ, hôm nay thì em gái xin giới thiệu cũng như là báo giá công khai đến tất cả quý anh chị em nhà mình hai tác phẩm tiền thư được làm trên chất liệu gỗ nâu Ngọc Nghiến. Và những anh chị em nhà mình đang muốn mở cửa hàng, cửa hiệu, kinh doanh mà đang thiếu những tác phẩm tiền thư trong phong thủy để chiêu tài hút lộc thì các bác nhà mình hãy cùng em gái để theo dõi hết video này nhé. Thì tác phẩm đầu tiên đây ạ, em gái muốn giới thiệu các anh chị em nhà mình đó là một mẫu tiền thư đơn được làm trên chất liệu gỗ lưu nghiến và là hàng liền khối các bác mình nhé. Bức này thì cao là 28, ngang là 58 và sâu là 44 ạ. Và các chị em thì mình thấy là với một tác phẩm thiền thư miệng ngậm đồng tiền và mắt thì bên em đính đá đỏ, và đặc biệt thì trên lưng của ngài đây thì đó là những cái phần gai lưu hoàn toàn để tự nhiên để tạo lên cái độ độc đáo cho tác phẩm. Và ngoài tác phẩm này ra thì các chị em thì mình thấy xung quanh cụ thiền thư thì bên em còn đục thêm những đồng tiền, những củ sâm để tạo tác phẩm được độc đáo hơn và giá trị hơn. Và với tác phẩm thiền thư gỗ lưu nghiến này thì bên em đang giao lưu đến tất cả quý anh chị em nhà mình giá là 5.200.000 đã bao gồm cả phí vận chuyển. Và những anh chị em mà nhà mình quan tâm yêu thích thì bác nhà mình hãy nhanh tay để tham khảo mã số 1 nhé. Và tiếp theo thì sang tác phẩm mã số 2, cũng là một tác phẩm với kích thước rất là khủng luôn ạ. Đó là một tác phẩm thiền thư mẫu tử các bác nhà mình ạ. Đó là hai cụ thiền thư đấy ạ. Và các chị em nhà mình thấy là với những cái đường gai lưu rất là nhỏ, và với cái dòng lưu nghiến này thì cũng là một trong những cái dòng gỗ mà được rất là nhiều anh chị em nhà mình quan tâm và yêu thích. Thứ nhất là cái màu gỗ rất là sáng ạ, và với những cái đường gai lưu thì vô cùng là độc đáo, đặc biệt là gỗ rất là rắn và chắc, có thể chống mối mọt nên là được rất là nhiều anh chị em mình quan tâm. Và với cái tác phẩm kích thước khủng như này, cao tận là 34, ngang là 60 và sâu là 50 các bác mình nhá. Thì anh chị em ở nhà mình, các bác nhà mình có thể cùng ngắm đây không phải là một tác phẩm tiền thư mà tận hai cụ thiền thư ạ. Miệng thì đều ngậm những cái đồng tiền, và những tác phẩm này thì cũng được thợ bên em cho chút rất là kỹ từ diện mặt này, mắt đính đá đỏ và trên trán thì đó là một vần âm dương các bác nhà mình nhá. Và ở dưới cái phần đế đây thì đó là những đồng tiền, những bông hoa được thợ bên em chạm trổ, chặt tỉa rất là kỹ. Và các bác nhà mình nếu mà thấy hữu duyên và không gian rộng mà muốn sở hữu một tác phẩm thiền thư mẫu tử này thì các chị em thì mình cũng có thể là tham khảo cho em nhé. Và với tác phẩm mã số 2 này thì em gái xin giao lưu giá tri ân đến tất cả quý anh chị em mình giá là 7.800.000, cũng đã bao gồm cả phí vận chuyển ạ. Và ngày hôm nay thì em gái đã giới thiệu đến tất cả các chị em mình hai mẫu thiền thư gỗ lưu nghiến. Nếu mà anh chị em nhà mình quan tâm một trong hai mẫu này thì các chị em nhà mình hãy nhanh tay liên hệ qua số Zalo của bên em đó là 0385282529 hoặc 0866789910, thì em gái sẽ gửi hình ảnh kích thước chi tiết để anh chị em mình có thể tham khảo rõ nét hơn nhé. Còn bác nào nhà mình gần cơ sở bên em thì hãy đến tại đồ gỗ Phạm Kính ở làng nghề mộc Đông Giao, Lương Điền, Cẩm Giang, Hải Dương để tận mắt thưởng lãm những sản phẩm của bên em ạ. Và kết thúc video thì xin chào và hẹn gặp lại các chị em mình trong những video tiếp theo ạ.